Thì thầy cái bài viết về thờ tục Kitô thì bài ấy là do Thanh nghĩ ra hay là thầy gợi ý để không chính nó nghĩ ra đó, nó chính nó nghĩ ra sau khi thầy nói con nhỏ này nó cũng khéo thiệt, nó biết cách để mình nghĩ ra để mình phạt gì, cho nên như vậy mà thầy mới thấy được cái đầu óc một cách rất là lạ kỳ. Thay vì cái ai nhận thực phẩm bất tịnh thì nội thực thực phẩm bất tịnh không, nó giải nó rất nhiều. Thế nhưng mà cái chỗ mà nó đưa từ cái chỗ mà nó đạo học hiểu biết để mà nó nói đến để gần cái lòng thương yêu của mình, đối với những con bò cái này, những cái con gà à, con gà nó khép chặt ở trong một cái hộp như thế này, mình nuôi con gà để nó đẻ, nó đốt đèn sáng trưng ở trong đó hết để mà đẻ được cái trứng. Một bên thì hai gan, một bên thì ba gan, cho ăn đốt đèn cả ngày cả đêm. Còn con heo cũng vậy, con bê cũng vậy, nó đẻ ra rồi thì nó nhốt con bò mẹ riêng ra, con bò con nó nuôi cái khác. Nói đầu mà thầy và thành tất nó vẫn hết tất cả những cái trại chăn nuôi ở đâu bên Mỹ sao thầy cái tài liệu đó nếu sau này có sau xin hai bài bài và sắp tất của thường với bài có nói thầy nó có nhiều bài lắm con, thầy sẽ hai bài sẽ đưa mấy con. Nó nói không, nó nói rất rõ một năm vậy á, ở nước Hoa Kỳ nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, thì nó thống kê về nước đó mà đi cuộc hết. Cái đó rồi nó chuyên mua chở qua Việt Nam, nó bán nó bên thị trường của Việt Nam bao nhiêu tụi nó tính hết ghi gói thiệt. Nó những cái đọc nó nghiên cứu vậy thầy, nó nếu mà không có thì tôi như chúng con có thể để một lượng sách hàng của cái khai để tham khảo để làm được không? Nói chung là cái tri kiến của mấy con mà cái tri kiến của mấy con nó cần thiết lắm mấy con, bởi vì đây là mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình bằng sự thật để gợi lại cái lòng thương yêu của mình. Khi thấy một con bò cái mà nó cho ăn cái bồ sữa nó hồng thứ gì nó phải treo lên mấy con, nó dùng máy nó bớt con bò cái để mà lấy sữa, cái rất là khổ đau. Cho nên vì vậy mà nghe rồi thầy nó thật sự hết bồ sữa. Thầy không có tập khí hàng ngày, nếu quan tâm đến chỗ này mà trước thì cần đọc 1-2 tiếng đồng hồ thì không biết bao nhiêu tư liệu là biết. Đó thì nó lại đương nhiên là nắm được vấn đề đâu có thể biết đầy các dữ liệu đấy được. Thì con thấy cái này nó thực tế quá mà nó gây được cái lòng thương yêu của mình rất lớn, nó rất là rõ ràng. Cho nên người ta không hiểu biết rồi người ta thấy uống sữa này kia được, chứ nhưng mà khi hiểu biết cách thức mà người ta nuôi, người ta lấy sữa, người ta từ con bò con mà ra, nó không bao giờ được con mẹ bò mẹ liếm chút nữa nuôi kiểu đó. Từ con gà mà nhốt lấy trứng thì nghe nó kêu rồi, với con heo rồi con gà mà nó nuôi mà lấy thịt, mà thịt mềm thịt này kia, nó cách thức nó ở bên nước của nó ăn cái loại thịt mềm như thế nào, nó nuôi con bò đó là con heo đó như thế nào, nó nhát ác thế vô cùng, nó làm cho con vật quá khổ sống một cách chật chội đó. Thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó mà nếu mình không hiểu làm sao mình gợi được cái lòng thương yêu, mà trong khi thế giới người ta đang dẫy đầy điều tài liệu đó quá thời mà mình không làm. Rồi cái sự mà kiến thức hiểu biết mà mình có hiểu biết được đâu. Thầy nói nếu mà mình không học đọc, mình không hiểu biết gì hết thì ai được cho mình cứ ăn thôi. Mà thầy đưa những cái tài liệu ra nghe thấy giật mình. Đạo tài liệu đó bên phía ngoài nó trong nhà Phật học có mỗi tháng nó có ra một cuốn, mỗi tháng ra cuốn tạm mình không có mua luôn. Lẽ đương nhiên là có, nhưng mà điều kiện là mình cứ cấp đầu của mình bây giờ cái lớp chánh tri kiến đó mình mới triển khai ra để cho cái tri kiến của mình hiểu biết, để từ cái hiểu biết đó đó mình mới thấy thấu sâu xa đi, và đồng thời cũng lấy cái này để mình mới nói ra cái đạo đức nhân bản để cho mọi người ăn thịt họ mới thấy được cái nỗi đau. Nó nói thực tế mà nó cụ thể, nó có bằng chứng đàng hoàng chứ đâu phải mình nói cái chuyện mơ hồ đâu. Rồi thử mình đặt thành vấn đề, trong khi mình luận mình biết đặt thành vấn đề như mình bây giờ người ta nuôi để ăn thịt, người ta nhốt mình như thế này, người ta cho ăn mình cũng ráng mình sống mình ăn cho nó mập ra vậy, rồi tới chừng đó người ta đưa vô lò sát sanh để thịt mình cho nó mềm. Bữa nay Việt Nam mình nó bình thường nó mở cái lò sát sanh từng sát sanh, ví dụ như con gà đưa vô cái nó có cái máy, nó thấy cái là rồng lùng hết trơn, đưa vào cái máy kia nó cắt cổ lấy má, đưa vào kia nó chặt xịt, một ngày là mấy trăm ngàn con gà. Thì mấy con cứ nghĩ đi, chúng ta cần phải hiểu, nhất là trong cái giai đoạn mà chúng ta đi theo Phật giáo mà học cái tâm từ đi, thì chúng ta cần phải hiểu. Mà khi những cái tài liệu chúng ta nói lên thì chúng ta hoàn toàn chúng ta nói lên cái đức hiếu sinh của chúng ta, nó làm cho mọi người khác, người ta đọc đến người ta cũng xúc động, nó là cái lợi ích lớn mà từ đó nó ngăn chặn được cái tâm, cái tầm dấp ác. Thì trên cái nền kinh tế mà thế giới bây giờ người ta nhắm vào cái lời để tiền bạc nhiều, người ta làm như vậy. Chứ thật là cái khổ của một cái loài vật sống
trong cái thời gian 6 tháng, 5 tháng, quá khổ, ghê quá khổ. Những cái tài liệu như vậy chúng ta học để rồi chúng ta thấy còn gì mà ăn, còn gì mà uống, còn gì mà ăn. Chính đưa ra những cái đó mới, bởi vì hiểu được cái mục đích quán thực phẩm bất tịnh là gì, để ngăn chặn cái lòng tham ăn của mình vậy. Mà đưa ra cái hình ảnh đau khổ đó, chúng ta còn muốn ăn nữa không? Cái hay cái chỗ đó đó chứ. Chứ nếu mà chúng ta biết sử dụng cái này nó trật lắm. Mình quán thực phẩm bất tịnh mà sao lại nói nuôi gà, nuôi heo trong này. Mình phải hiểu biết cái áp dụng được cái chỗ đó là phải có cái đầu óc hiểu chứ, để làm cho người ta ngăn chặn. Cho nên cái mục đích của chúng ta học quán thực phẩm bất định là gì? Cái mục đích nó là làm chúng ta nhàm chán cái ăn uống. Mà giờ nghe cái chuyện mà đau khổ của lời dẫn này, chúng ta có nhàm chán không? Nó hơn là cái chúng ta quán mà xuông xuông. Có phải không mấy con? Cái quán xuông xuông chứ thở tôi uống không sao. Nhưng mà không ngờ muốn uống được giọt sữa, trời đất ơi, con bò nó xỉu chân xỉu cắn, nó đau đớn, nó vô cùng, nó mới có được giọt sữa chúng ta. Cho nên trong những cái bài học của chúng ta, từ đó nó từ chúng nó thấm nhuần, từng đó chúng ta thấy chúng ta không còn thích sữa nữa, chúng ta không còn thích ăn uống những cái ngon dở, do cái hiểu biết đó nó thấm nhuần. Như vậy là thầy muốn cho mấy con cũng đều hiểu như vậy. Mà mai có một cái tủ sách của Nguyên Thân á, nó cái tủ sách là cái đầu của nó, nếu thực ra mà đọc bây giờ mà đọc để mà biết là ông nội đọc nó hết, mà sự thật là nó cũng chưa chắc đã nó mang vào trong này. Cô Út nói nó mang hai tủ sách chứ sự thật thùng sách là hết sức, ba cái kinh nó là hết mức. Nhưng mà cái này nó đọc ở đâu á, chứ không phải ở đây con. Có lẽ nào đã qua cái khóa này hồi ở ngoài rồi chứ thầy, cho nên ở đây chỉ có viết lại thôi. Chúng ta chỉ viết lại, mình viết có hệ thống, viết cho chúng ta đọc nghe từ cái thực phẩm bất tịnh cho đến cái vấn đề nọ, vấn đề kia, nhằm vào để hướng dẫn cho chúng ta để đi trên cái lòng tham ăn. Cái đó là cái hay. Cho nên nó dám đem áp dụng cái tiểu dục tri túc vào cái chỗ mà bất tịnh với cho mình, thành cái ghê lắm cái đó. Nhiều khi chúng ta chưa biết, chúng ta ra bây giờ cái tiểu dục tri túc chúng ta biết như thế nào, chúng ta chưa có hiểu cái chỗ này đâu. Mà bây giờ nó đang hiểu, thì nó thật sự cái đầu óc này thông minh thiệt, đâu phải biết áp dụng cái chỗ này để mà ly cái tham ăn của chúng ta. Thì con không thấy cái chỗ đó. Cái gì mà tắt hơn là cái chỗ mà mình biết đủ rồi mà còn thêm nữa. Chứ cái tâm tham của mình thấy cái này cũng ngon, thôi thêm chút. Phải không? Cái con bé hay đó, nó có chỗ đó là cái chỗ mà nó biết áp dụng đó chứ. Biết áp dụng giờ chứ. Như vậy là sau khi nói rồi những cái này mà khi hướng dẫn nó đặt sẵn ở trong cái đầu nó rồi, áp dụng về cũng có cái sự hiểu biết. Bởi vậy thầy nó lấy cái từ cái tri kiến, cái định vô lậu của Phật mà triển khai cái tri kiến của mình, cái ý của mình dẫn đầu các pháp mà. Nên mình dẫn vô những cái đúng thì nó sẽ giải tỏa được cái tâm của mình, xả được cái tâm mà không bị ức chế. Cho nên hôm nay mấy con thấy rõ cái thiền nào ức chế và cái thiền nào xả, mà xả tâm bằng cái gì, chứ đâu phải xả cái niệm bằng cái ức chế của chúng ta đâu, nó hoặc là chúng ta tập ý sơ sơ. Cho nên chúng ta biết rằng con đường chúng ta đi đúng, không còn sai nữa. Nếu mà không có cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát này là muôn đời chúng ta đều bị ức chế, không làm sao mà chúng ta thành.